Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, nếu giả như bây giờ có ai đó đứng lên giữa ngồi thánh đường của chúng ta đây và lớn tiếng chê bai rằng ngồi thánh đường này xấu xí, ngồi thánh đường này thế nọ thế kia, và bảo rằng hãy phá ngôi thánh đường này đi, họ sẽ cho tiền để xây lại ngôi thánh đường khác, lớn hơn, đẹp đẽ hơn, tráng lệ hơn. Thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ cảm thấy rất bất bình, rất khó chịu. Bởi ngôi thánh đường này không chỉ là nơi thờ phượng Thiên Chúa, mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, cái bất bình, cái khó chịu của chúng ta không thấm vào đâu so với cái bất bình, cái khó chịu của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo trước việc làm và câu nói đầy thách đố của Đức Giê-xu: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Vì quả thật giáo hội của chúng ta có rất nhiều thánh đường như thánh đường của chúng ta đây, và thậm chí có nhiều thánh đường còn tầm cỡ, còn nguy nga tráng lệ hơn thánh đường của chúng ta rất nhiều lần. Nhưng đối với người Do Thái thì khác. Họ chỉ có một đền thờ duy nhất là đền thờ Jerusalem mà thôi. Cho nên đối với họ, đền thờ Jerusalem là niềm tự hào của cả dân tộc, là biểu tượng huy hoàng của toàn bộ Do Thái giáo. Vì thế, nếu đền thờ Jerusalem sụp đổ, bị phá hủy, thì đối với họ điều đó cũng có nghĩa là Do Thái giáo của họ bị sụp đổ, bị tiêu vong. Đền thờ đối với người Do Thái quan trọng là thế. Vậy mà như một người khách hành hương vô danh lần đầu tiên lên Jerusalem trong sứ vụ công khai, Đức Giê-xu đã gây nên một sự cố động trời, một sự cố vô cùng sốc đối với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Người đánh đuổi chiên bò của những con buôn ra khỏi đền thờ, người đổ tung tiền của và lật nhào bàn ghế của những kẻ đổi bạc, người cấm người ta biến nhà cha người thành nơi buôn bán. Và nhất là khi người Do Thái chất vấn rằng: ông lấy dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Thì Đức Giê-xu đã trả lời họ một cách quyết đoán rằng: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Làm sao người Do Thái có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Giê-xu? Làm sao người Do Thái có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Giê-xu đang khi đền thờ Jerusalem của họ phải mất 46 năm mới xây lên được? Làm sao người Do Thái có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Giê-xu đang khi họ chỉ nghĩ đến đền thờ vật chất tự nhiên bằng gỗ đá, còn Đức Giê-xu lại nói đến đền thờ thiêng liêng là chính thân thể của người? Vì thật ra câu nói của Đức Giê-xu mà chúng ta vẫn quen: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại, chỉ là cách dịch ra tiếng Việt dựa theo cách hiểu của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo mà thôi. Còn nguyên văn câu nói của Đức Giê-xu theo tiếng Hy Lạp chính là: các ông cứ làm tan rã đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ đánh thức dậy.
Nghĩa là Đức Giêsu xác quyết với những người Do Thái rằng: các ông cứ giết tôi đi, các ông cứ giết chết tôi đi, nhưng nổi trong 3 ngày tôi sẽ sống lại. Kính thưa cộng đoàn, sự kiện Đức Giêsu tẩy uế đền thờ Jerusalem cũng như việc người khẳng định với những người Do Thái rằng các ông cứ làm tan rã đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày tôi sẽ đánh thức dậy. Nghĩa là Đức Giêsu quả quyết với họ rằng: các ông cứ giết tôi đi, các ông cứ giết chết tôi đi, nhưng nổi trong 3 ngày tôi sẽ sống lại. Cho chúng ta thấy khi Đức Giêsu đến thì chính tinh thần thờ phượng của người sẽ thay thế cho nền phụng tự cũ, và đồng thời chính thân thể của người sẽ thay thế cho đền thờ cũ. Quá trình chuyển biến từ cái cũ sang cái mới sẽ được thực hiện nhờ chính sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Từ nay những ai thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực sẽ tin vào Đức Giêsu, và những ai yêu mến đền thờ của Thiên Chúa cũng sẽ yêu mến đền thờ mới là chính con người của Đức Giêsu, chính thân thể phục sinh của người. Thân thể phục sinh của Đức Giêsu chính là đền thờ mới, đền thờ đích thực, bởi vì đó chính là nơi người ta thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã trở nên đền thờ mới của Thiên Chúa trong chính sự chết và sự sống lại của người. Và điều đó đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết tự nhiên của khối óc con người chúng ta. Bởi đó khi rao giảng về Đức Giêsu trong bài đọc thứ 2 hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ khẳng định với các tín hữu Côrintô rằng: thưa anh chị em, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần cái mạnh mẽ của loài người. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào Tam Nhật Thánh. Tam Nhật kính nhớ sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Tam Nhật kính nhớ sự chuyển biến quyết liệt để trở nên đền thờ mới, nơi chính thân thể nhiệm màu của Đức Giêsu. Vì thế ước mong sao các bài đọc lời Chúa, đặc biệt là chính bài Tin Mừng hôm nay, biến đổi cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta gắn bó với Đức Giêsu một cách chặt chẽ hơn, để qua chính sự chết và sự sống lại của người, chúng ta cũng được thanh tẩy, được biến đổi, được trở nên đền thờ mới trong người. Vẫn biết rằng việc biến đổi như thế đòi hỏi phải có nhiều hy sinh, nhiều mất mát. Nhưng trong hy tế của Đức Giêsu, những hy sinh, những mất mát của chúng ta sẽ trở nên có giá trị, có ý nghĩa, không chỉ đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta, mà còn trở nên giá trị, trở nên ý nghĩa đối với tất cả mọi người trên thế giới. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta.
Amen.